thầy chỉ dạy con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc A-la-hăng cao thường được chứng quả chánh biến chi. Do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc A-la-hăng cao thường được chứng quả chánh biến chi. Do Ngài tự ngộ không thầy dạy. Bụt đàng Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Đàm mong Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sanghang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Duttiyami Bụt đàng Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Duttiyami Dhammang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Duttiyami Sanghang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tatiyami Buddhang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyami Dhammang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tatiyami Sanghang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Buddhang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sanghang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Duttiyami Buddhang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Duttiyami Dhammang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Duttiyami Sanghang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tatiyami Buddhang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyami Dhammang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tatiyami Sanghang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Thì Saranagahanam Paripunnang, phép vi tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ama phần tê giả xin vâng. Ba na ti ba ta, vệ ra ma ni sa kha ba đăng sa ma ya mi. Con xin vâng dự điều học là có ý tranh xa sự sát sanh. Adina dana, Vairamani Sakha Badang Sama Yami, con xin vinh dự điều học là có ý đánh xa sự trộm cắp. Kame Sumichaha Chara, Vairamani Sakha Badang Sama Yami, con xin vinh dự điều học là có ý đánh xa sự tà dâm. Musa Wada, Vairamani Sakha Badang Sama Yami, con xin vẫn giữ điều học là có ý đánh xa sự nói dối. Sủ ra mê ra dâm mạch chấp âm ma đa tha na vệ ra ma ni sê kha ba đăng sa ma ya mi, con xin vẫn giữ điều học là có ý đánh xa sự dễ uống rượu và các chất sai. Panati pata vệ ra ma ni sê kha ba đăng sa ma ya mi, con đến vâng giữ điều học là quý chánh xa sư sát sanh. Adinna dana viramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sư trộm cắp. Kame sumicha chara viramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sư tà dâm. Musa Wada Viramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sư nói dối.
Sura mera yama cha pa ma ta ta na Viramani sikha padang samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự dễ dối uống rượu và các chất say. Imani bancha sikha padane sa thu an katva amadena nichaka lang samma rakitabang. Chỉ thiện tinh nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch với vân giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên dĩ vui. A ma phân tê giả xin vân. Sĩ đà na su ca tân dân tê sĩ đà na phô và sa ba đa sĩ đà na ni po tân dân tê ta s ma sĩ lăng vi sô tha dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh đã giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tín phải ráng thọ trì dễ luật cho được trong sạch. Đừng có lâm nhờ. Sa thu lành thầy. Và thay mặt đại chúng trong room con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh Đức Từ Bi Hoan Hỷ Truyền Tam Quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Với lòng thành kính làm lễ tán dứt tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên, chúng con xin lời hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây hay là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, duyệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam-mô Phut-tha-ya, Nam-mô Tham-ma-ya, Nam-mô Sẵn-tha-ya. Dạ, kính bạch đại đức, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ chỉ quy giới, thân ai xấy cô tu nữ như Pháp đã vào đạo tràng. Ta là xin được kính mời cô tu nữ Như Pháp. Dạ sa thú kính cảm ơn Vinh Quát Thanh Á. Dạ cảm ơn cô Rạng Đồng cho Như Pháp biết được tín hiệu. Nam mô Bích Hà Giá, Nam mô Sằng Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Như Pháp kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Như Pháp kính chào Vinh Quát Thanh Á, kính chào Ánh Bình Minh, kính chào Thâm Má Xú Khá. Mến chào Thi An Lạc, kính chào Buông Bỏ, mến chào cô Rạng Đông, mến chào cô Cẩm Vân, kính chào Ai Kêu Em Đó, mến chào Thi Na, mến chào khắp nguồn Lào Cai. Kính chào Pháp Niệm Tâm, mến chào cô Tâm Phương. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Như Pháp kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền rao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Như Pháp xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Vinh Quát Thanh Á đã thay mặt đạo tràng lễ bái tâm bảo và thọ trì vi giới. Như Pháp cũng thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Rạng Đông đã mở rung và cho đạo tràng được thính pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, hôm nay thì không thấy đại đức online. Dạ bây giờ Như Pháp kính mời cô tu nữ Tệ Duyên. À vậy là cô Rạng Đông trung phong phải không? Dạ cô Rạng Đông, cô Cẩm Vân, khắp nguồn Lào Cai, Thi Na và cô Tâm Hương, và kính mời tất cả đạo tràng. Khi nào có thể xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ. Dạ, giờ mời cô Rạng Đông ạ. Sa thú, cô tu nữ Như Pháp, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, cô tu nữ Tệ Duyên. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 192.
Ê tăng khô xá ra năng khê măng. Ê tăng xá ra na mô ta măng. Ê tăng xá ra na ma gầm ma. Sáp ba đúc khà ba múc cha tí. Ê tăng khô xá ra năng khê măng. Ê tăng xá ra na mô ta măng. Ê tăng xá ra na ma gầm ma. Sáp ba đúc khà ba múc cha tí. Ê tăng khô xá ra năng khê măng. Ê tăng xá ra na mô ta măng. Ê tăng xá ra na gầm ma. Sáp ba đúc khà ba múc cha tí. Thật quy y an ổn, thật quy y tối thượng. Có quy y như vậy mới thoát mọi khổ đau. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ê tăng khô xá ra năng khê măng. Ê tăng xá ra na mô ta măng. Ê tăng xá ra na ma gầm ma. Sáp ba đúc khà ba múc cha tí. Quy y ấy quả cao dày, quy y tối thượng đâu tài mà so. Quy y tận khổ vô lo, quy y ánh tuệ dạy đò sang sông. Bản dịch của Hòa Thượng Giai Đức. Kính mời Sis Pháp Vụ Lao Cai. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con xin kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tệ Duyên ạ. Dạ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin được bài ạ. Cảm ơn chú Khoa Thanh Na chào bài ạ. Con xin được ôn và đọc câu Pháp Cú 192 ạ. Ê tăng khô xá ra năng khê măng. Ê tăng sa ra na mút ta măng. Ê tăng sa ra na ma gầm ma. Sắp pha đúc khà ba múc cha ti. Ê tăng khô sa ra năng khê măng. Ê tăng sa ra na mút ta măng. Ê tăng sa ra na ma gầm ma. Sắp pha đúc khà ba múc. Pamukchati. Thật quy y an ổn, thật quy y tối thượng. Có quy y như vậy mới thoát mọi khổ đau. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Quy y ấy quả cao dày, quy tối thượng đâu tày mà so. Quy y tận khổ vô lo, quy y chánh tuệ vẫy đò sang sông. Bản dịch của Hòa Thượng Đi Đức. Dạ, con xin được kể ạ. Ê tăng khô xa ra nắng khê măng. Ê tăng xa ra nà mụn ta măng. Ê tăng xa ra nà ma gầm ma. Sá ba rút khá bà mụn cha ti. Ê tăng khô xa ra nắng khê măng. Ê tăng xa ra mà mụt ta măng. Ê tăng xa ra nà mà gầm ma. Sáp ba đúc khá bà mụt cha ti. Thật quy y an ổn, thật quy y tối thượng. Có quy y như vậy mới thoát mọi khổ đau. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Quy y ấy quả cao dày, quy y tối thượng đâu tày mà so. Quy y tận khổ vô lo, quy y chánh tuệ vẫy đò sang sông. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc và kể xong ạ. Con xin kính mời một vị khác ạ. Con xin được xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư ạ. Nam Mô Tham Ma ạ. Nam Mô Sang Ca ạ. Dạ, kính thưa mời dạ, đồng tế âm thanh rõ. Dạ, con kính định để thượng tọa Minh Hạnh, con kính lễ chư đại đức tăng với cô tu nữ Minh Hạnh tất cả phật tử. Dạ, con xin đọc cái câu kệ số 192. Ê tăng khó ra, ê tăng khó ra ra năng khê măng, ê tăng xa ra măng.
Thật quy y ăn ổn, thật quy y tối thượng, có quy y như vậy mới thoát khỏi tự mình châu. Quy y ấy quả cao dài, quy y tối thượng đau đài mà so, quy y tận khổ vô lo, quy y chánh tuệ bảy đò song song. Và đó là bộ thơ của ngài Giới Đức. Dạ, con không đọc kệ được thì con ngồi trên xe. Dạ, xin nha em bằng giờ chị có băng ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn chị Lạc Lê. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sông Khà Giá. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng. Con kính hành lễ Thường Tòa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu Phật cú số 192. Ê tăng khô xá ra năng khê măng, ê tăng xá ra ná mút tá măng, ê tăng xá ra ná ma gầm má sắp ba đúc khà má mút chá tí. Ê tăng khổ xá ra năng khê măng, ê tăng xá ra ná mút tá măng, ê tăng xá ra ná ma gầm má sắp ba đúc khà má nút má mút chá tí. Ê tăng khô xá ra năng khê măng, ê tăng xá ra ná mút tá măng, ê tăng xá ra ná ma gầm má sắp ba đúc khà ba mút chá tí. Quy y thật an ổn, thật quy y tối thượng, có quy y như vậy mới thoát mọi khổ đau. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Quy y ấy quả cao gì? Quy y tối thượng đâu tài mà so, quy y tận khổ vô lo, quy y chánh tuệ vẫy đò sang sông. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm nhận đã ôn bài xong. Và mênh mơi bằng tay của cô tu nữ Tuệ Duyên. Và mời cô. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 192. E tăng khô sa ra năng khê măng, e tăng sa ra na mút tạ măng, e tăng sa ra na ma gam ma sa pa tuk kha pa mút cha ti. Ê tăng khô sa ra năng khê măng, ê tăng sa ra na mút ta măng, ê tăng sa ra na ma gam ma sa pa tuk kha pa mút cha ti. Thật quy y an ổn, thật quy y tối thượng, có quy y như vậy mới thoát mọi khổ đau. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ê tăng khô sa ra năng khê măng, ê tăng sa ra na mút ta măng, ê tăng sa ra na ma gam ma sam ba tu ka ba mút cha ti. Ê tăng khô sa ra năng khê măng, ê tăng sa ra na mút ta
Samba đừng khó ba muốn cho đi. Quy y ấy quả cao dài, quy y tối thượng. Đâu tài mà so, quy y tận khổ vô lo, quy y chánh tuệ. Vẫy đò sang sông của hòa thượng giới đức. Con kính chư ông quý sư quý bà quý cô thân nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, alo alo 1 2 3 4. Dạ, cảm ơn chị Răng Đông. Dạ, cảm ơn anh Lào Cai. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp và kính chào quý đạo hữu. Dạ, bây giờ tự nhiên xin kể kinh Pháp Cú số 192. Dạ, cảm ơn huynh Quách Thanh Á. Ê tăng khô xa ra năng khê măng, ê tăng xa ra nắp mút ta măng, ê tăng xa ra nắp mà gầm má sắp bát đúc khà bám mút cha thị. Ê tăng khô xa ra năng khê măng, ê tăng xa ra nắp mút ta măng, ê tăng sa ra na ma gam ma sap pa duk kha ba mu cha ti. Ê tăng khô sa ra năng khê măng, ê tăng sa ra na mu ta măng, ê tăng sa ra na ma gam ma sap pa duk kha ba một cha ti. Phật thật thật quy, thật quy y an ổn, thật quy y tối thượng, có quy y như vậy mới thoát khỏi khổ đau. Hòa thượng Sư Thích Minh Châu. Quy y ấy quả cao dày, quy y tối thượng, đâu tài mà so, quy y tận khổ vô lo, quy y chánh tuệ, vẫy đò sang sông. Phổ thơ Hòa thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã ôn bài xong. Dạ, hôm nay đường tiền của chị Cẩm Vân hình như nó bị gì á, giật giật, tự nhiên cứ chạy vào chạy ra ngoài. Dạ, bây giờ tự nhiên kính mời huynh Quách Thanh Á. Chắc mình chưa kể, tự nhiên kính mời ạ. Của ai? Của tự nhiên vậy hả? Của tự nhiên nó bị giật hả? Xin xuống. Và con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Và con cảm ơn cô tu nữ Như Pháp, cô Dạng Đông và Pháp Nguồn Lào Cai nghe được, cho con nghe được tín hiệu rõ. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên và cô tu nữ Pháp. Con kính chào đạo tràng, con xin đọc bài câu pháp cú 192. Dạ, con cảm ơn chú Quát Thanh Á đã bắt bài. Ê tăng khô sa ra năng khê măng, ê tăng sa ra na mút ta măng, ê tăng sa ra na ma gầm ma sắp ba đúc khà ba múc cha tị. Thật quy y an ổn, thật quy y tối thượng, có quy y như vậy mới thoát mọi khổ đau. Đấy của bản dịch Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ. Ê tăng khô sa ra năng khê măng, ê tăng sa ra na mu ta ma măng, ê tăng sa ra ma ga ma ga mam ma sap ba du kha ba muk cha
ti ê tăng khô sa ê tăng khô sa ra năng khê măng ê tăng sa ra na mu ta ma tăng ê tăng sa ra na ga ma sam ba du ca ba mung cha ti quy y ấy quả cao dày, quy y tối thượng đâu tầy mà soi mà so, quy y tận khổ vô lo, quy y chánh tuệ vẫy đò sang sông. Đấy của bản dịch Hòa Thượng Thích Giới Đức. Và con xin kính mời chú Quát Thán Á. Sa thú lành thầy Quang Thạch. Nam mô Phật-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, kính đảnh lễ đại đức, minh hạnh kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin được kể kinh pháp cú số 192. Và kính cảm ơn cô tu nữ Như Pháp cùng toàn thể đạo tràng cho biết nghe rõ. Etang kho saranang khemang, etang saranamuttamang, etang saranamagamma, sabba dukkha pamukkhati. Etang kho saranang khemang, etang saranamuttamang, etang saranamagamma, sabba dukkha pamukkhati. Etang kho saranang khemang, etang saranamuttamang, etang saranamagamma, sabba dukkha pamukkhati. Thật quy an ổn, thật quy tối thượng, có quy như vậy mới thoát mọi khổ đau. Bản dịch của ngài Minh Châu. Quy ấy quả cao dày, quy tối thượng đâu tầy mà so, quy tận khổ vô lo, quy y chánh tuệ vẫy đò sang sông. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Nam mô Phật Tha Gia Còn xin được suy là kính mời cô tu nữ Như Pháp tiếp theo ạ. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn Minh Quá Thanh Á. Nam Mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con và con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức vừa quan năm gia đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Pháp Quần Lào Cai cô Rẳng Đông quan thanh cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ, con xin được ông bài ca khúc Phúc Kinh số 192. Ê tăng khô sá ra năng khê măng, ê tăng sá ra na mút ta măng, ê tăng sá ra na ma gặm ma sáp ba nụp kha ba mút chả tị. Thật quy y an ổn, thật quy y tối thượng, có quy y như vậy mới thoát mọi khổ đau. Và đây là bản kỷ ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Ê tăng khô sa ra năng khê măng, ê tăng sa ra na mụt ta măng, ê tăng sa ra na ma gam ma sap ma đút kha ba mụt cha ti. Ê tăng khô sa ra nặng khê măng, ê tăng xa ra nà một ta măng, ê tăng xa ra nà ma gam ma sáp ba đục kha ba một cha tiền. Quy y ấy quả cao dài, quy y đối thượng đâu tài mà soi mà so, quy y tận khổ vô lo, quy y chánh tuệ vẫy đò sang sông. Và đây là bản phổ thơ của ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính lễ tri ân chư Tôn Đức Pháp, kính các đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai. Chư Pháp kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Ồ,
còn thanh thủy chưa ông bài phải không thanh thủy? Alo, còn thanh thủy chưa ông bài phải không? Dạ, mời thanh thủy nha. Xong rồi thanh thủy ông bài xong thỉnh pháp sư thỉnh đại đức Tịnh Đạt luôn nha. Dạ, con cảm ơn cô Như Pháp, con Thanh Thủy. Con kính lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý đạo hữu. Con xin ôn bài 190. E tăng khô xá đá năng khê măng, e tăng xá đá nắm mút tâm măng, e tăng xá đá ná ma má, sắp tá đúc kha, á mút cha tí. Thật quy y an ổn, thật quy y tối thượng, quy y tối thượng. Có quy y như vậy mới thoát mọi khổ đau. Bánh dịch của người Hòa Thượng Thích Minh Châu. Quy y ấy quả cao dài, quy y tối thượng, châu tài mà so. Quy y to, quy y chánh tuệ, dạy đò sang sông. Dạ con đã ôn bài xong, sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi giảng bài học ngày hôm nay. Con kính thỉnh sư ạ. Dạ sa thú sa thú. Dạ nam mô Bụt Thầy giá. Các quý vị có nghe được chưa ạ? Dạ cảm ơn cô Thanh Thủy. Dạ cảm ơn cô Đặng Đông. Dạ cảm ơn quý vị. Dạ cảm ơn Quang Thanh. Dạ cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu âm thanh ạ. Dạ nam mô Bụt Thầy giá. Chúng con xin thành kính đảnh lễ chư tăng thực minh hạnh và mến chào toàn thể các quý vị đang hiện diện có mặt diễn đàn Pháp Cú Kinh. Dạ ngày hôm nay ngày thứ sáu, ngày 1 tây tháng 4 năm 2022. Ngày hôm nay thì diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục với bộ kinh Pháp Cú câu số 193. Phẩm Bút Tha Quốc Giá Phẩm Phật Đà. Và bây giờ thì các quý vị đã sẵn sàng, chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Arahaṃ samma sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādeyami sakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno bhavato savakasaṅkho Sankhang Namami. Dạ nam mô Bụt Thầy giá. Một lần nữa con xin kính lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị. Dạ hôm nay thì diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục với câu kệ ngôn Pháp Cú số 193. Phẩm Bút Tha Quốc Giá Phẩm Phật Đà. Câu Pháp Cú số 193 có nội dung như sau.
đun la phô bùi sa chanh nhô na so sapa ta chayati yata so chayati thi ro tăng cu lăng su ca mê đà ti đôn la phô bù ri sa chan nhô na so sa ba tha cha ya ti ya tha so cha ya ti thi ro tăng cu lăng su ca mê đà ti. Khó gặp bậc thánh nhân, không phải đâu cũng có. Chỗ nào bậc trí sanh, gia đình tất an lạc. Khó gặp bậc thánh nhân, không phải đâu cũng có. Chỗ nào bậc trí sanh, gia đình tất an lạc. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về ngữ vựng của câu chuyện Ngôn Pháp Cú số 193 này. Câu Pháp Cú số 193: La phô burisa chanyo na so sapatha jayati yatha so jayati thiro tăng cu lăng sukhametati. Bản Việt ngữ của Ngài Indachanda Chánh Thân: bậc vĩ nhân là khó đạt được vì Ngài không sinh ra ở mọi nơi. Nơi nào đấng trí tuệ ấy sinh ra, gia tộc ấy dồi dào hạnh phúc. Câu đầu tiên Dunla Pho Burisa Chanyo. Dunla Pho Burisa Chanyo. Pho, chúng ta có cái từ đó là Dun cộng với lại La Phát Phát Tích. Dú có nghĩa là và thường đó, cái từ rú này nó mang một cái nghĩa tiêu cực, xấu, khó. Lắp hát là đạt được hay là thành tựu. Lắp hát đạt được hay là thành tựu. Đun lắp phô có nghĩa là khó đạt được, khó là đạt được. Burisa chanyo, burisa chanyo. Dạ quý vị đã cho chút xíu. Burisa chanyo, chúng ta có hai từ trong cái cụm, trong cái từ ghép này là burisa cộng với a chanya. Burisa có người là, có nghĩa là người nam. Chữ a chanya, a chanya, cái từ a chanya này a chánh nhá này chúng ta có cái từ sát nghĩa đó là cái sinh tốt, cái sinh chuẩn tốt. Khi mà ghép lại nó burisa chánh nhô thì chúng ta có rất là dễ hiểu, đó là vĩ nhân, bậc vĩ nhân. Na so sapata jayati. Na so sapata jayati. Na có nghĩa là không. Câu thứ hai, na so sapata jayati. So, so đây là ám chỉ cho cái vị đó, hay là cái vị mà Burisa chanyo đó, cái vị bậc vĩ nhân đó, thì so. Sapatha, sapatha
có nghĩa là mọi nơi. Mọi nơi. Cha gia tí sanh ra. Cha gia tí sanh ra. Câu thứ ba, gia tha so cha gia tí thi rô. Yatha so cha yati thiro. Yatha là nơi nào? Yatha là nơi nào? So, so ở đây á, đi chung với là cái từ thiro. Chúng ta so là ấy, đó. Thiro à, cha yati là sinh ra, thiro là bậc. Bậc hiền trí. Bậc hiền trí. Giáp thá là nơi nào? Sô là ấy. Hay sô thi rô là bậc hiền trí ấy, bậc đại trí ấy. Cha giá tí là sinh ra. Câu kế tiếp, câu cuối cùng. Tăng cú lăng su khá mê thá tí. Tăng cú lăng su khá mê tha tí. Tăng là có nghĩa là ấy. Cú lăng là gia tộc. Tăng cú lăng là gia tộc ấy. Tăng cú lăng gia tộc ấy. Su khá mê tha tí. Su khá mê tha tí. Ở đây chúng ta có cái từ đó là su khăn. Ê tha tí. Su khăn ê tha tí. Su khăn có nghĩa là an lạc, có nghĩa là hạnh phúc. Su khăn ê tha tí. Ê tha tí có nghĩa là thành tựu, hay thành tựu một cách dồi dào, đầy đủ. Ê thành tựu. Su khăn cú lăng su tha tí tập ấy thành tựu hạnh phúc hay là dồi dào hạnh phúc. Dạ như vậy thì chúng ta vừa sơ lược qua câu kệ ngôn pháp cú số 193. Và một lần nữa câu kệ ngôn pháp cú số 193 có nội dung như sau. Khăn e tha tí. Và câu kệ ngôn pháp cú số 193. Đun la phô bú ri sa chan nhô na so sa pa ta cha ya ti. Ya tha so ya ya ti ro tăng su cu lăng su kha mê ta ti. Khó gặp bậc thánh nhân, không phải đâu cũng có. Chỗ nào bậc trí sanh, gia đình tất an lạc. Hoặc là bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức. Khó thai có ít hạng người, trí tuệ cao viễn ra đời ở đây. Chỉ đâu phúc đủ duyên đầy, thiện trí đợi ngày giáng sinh. Và Nam Mô Bụt Thầy Giác. Và kính thưa quý vị, thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái duyên sự, cũng như là ý nghĩa của cái câu kệ ngôn pháp cú số 193 này. Như tiêu đề mà chúng ta được học đó là Bút Thất Quốc Cá Phẩm Phật, là những câu kệ ngôn mang ý nghĩa có tính chất gần giống với nhau, nói về ân đức của một vị Phật. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục học về một cái ân đức của một vị Phật. Ân đức của một vị Phật. Câu số 193 này liên quan đến cái duyên sự là cái lời của lão Ananda. Vị trưởng lão Ananda này là cái vị thị giả
đệ nhất về thị giả, tức là của Đức Phật, tức là ngài con hạnh có cái hạnh rất là chăm sóc rất là chu đáo. Có những cái điểm nổi bật không phải các vị khác không thể làm thị giả được, nhưng mà riêng ngài Ananda thì ngài làm thị giả với cái khả năng chăm sóc và điều phối các cái thời gian chư tăng hay là Phật tử đến ý kiến Đức Phật một cách rất là hợp lý. Và chính vì có ngài thị giả Ananda mà chúng ta có những cái thời pháp, có những cái sự kiện mà ngài thị Ananda thì chúng ta lại đánh mất rất là nhiều cơ hội. Thì đây là trong những cái cơ hội chúng ta được học qua cái lời thắc mắc, cái câu hỏi thắc mắc của ngài Ananda. Và quý vị cũng nhớ rằng riêng ngài Ananda, ngài có một cái trí nhớ rất là siêu phàm, siêu phàm. Và chính cái công hạnh, cái trí nhớ của ngài đó đã giúp cho cái việc mà kết tập tâm tạng, giúp cho mà gìn giữ cái lời dạy của Đức Phật một cách đầy đủ nhất có thể. Đó là về ngài Ananda. Cái câu chuyện ngày hôm nay đó là ngài Ananda một hôm đó, ngài ngồi ngài suy nghĩ rằng bậc đầu sư Đức Thế Tôn có từng nói về những cái loài như là voi, như là ngựa, hay là nói về cái loài bò, thì ngài cũng có từng nhắc đến trong những cái loài tuy rằng là chúng sanh bàn sanh, nhưng mà những cái loài đó có những cái loài rất là vượt bậc về cái độ đó là hùng dũng, cũng như là cái việc mà thuần phục cái giống nồi thuần chủng rất là quý báu. Như là loài voi thì có là cái loài thuần chủng Chan Đanh Tá, ngựa thì có loài Xin Thấu Vát, vân vân. Giống như là bây giờ mà khi mà nói đến những cái loài chim cá kiển thì cũng có những cái chủng loài rất là có giá trị, giống như là cái loài mà cá của Nhật Bản, thưa quý vị, cái loài cá koi đó. Chúng ta thấy rất là nhiều ở những cái công viên, những cái nơi nuôi cá kiển. Tuy nhiên á, với cái sự hiểu biết mà chúng ta không có tìm hiểu sâu đó, thì chúng ta có xem con cá koi nào cũng như là con cá koi nào, chúng ta thấy nó đẹp thôi. Cái người mà người ta chuyên nghiên cứu đó thì người ta mới phân biệt cái loài nào được nuôi dưỡng và đặc biệt như thế nào, và cái loài cá koi cái loại nào đó nó đẹp hơn, nổi bật hơn tất cả các loại khác. Và ở bên Nhật Bản, thưa quý vị, họ có tổ chức thi về sắc đẹp của loài cá, giống như là tổ chức mà thi chọn ra cái loài nào, cái con cá nào có cái vóc dáng, có cái thân hình, có cái ánh màu nó sặc sỡ và nó đặc biệt nổi trội, và người ta sẽ trao cho cái cúp, cái lưu niệm chương cho cái người nuôi dưỡng đó. Phải nói rằng đó là chỉ là cái loài bàn xanh, cái loài nuôi cá kiển, nhưng mà nó cũng có cái sự đặc biệt của nó. Thì ngài Ananda ngài cũng nghĩ đến, ngài nhớ lại những cái lời Đức Phật ngài có nói đạo nói pháp mà liên quan đến những cái con loài voi, loài ngựa hay loài bò, thì có những cái chủng loài rất là đặc biệt và được sử dụng
với những cái mục đích cao cả. Thì Ngài đang ra ngày nghỉ thêm, còn thì sanh vào cái dòng nào? Và bậc đại nhân ở đây thưa quý vị rằng được hiểu đó là cái việc sanh ra, cái việc trưởng thành của một cái vị thành tựu chánh đẳng chánh giác, tức là bậc toàn giác, là bậc đại nhân. Thì khi mà nghĩ như vậy, Ngài Ananda Ngài mới đến hỏi Đức Phật. Đức Phật Ngài mới dạy rằng: này Ananda, bậc đại nhân không sanh cùng khắp, mà chỉ giáng sanh vào miền trung tâm thế giới, nơi có chu vi là 300 do tuần đường kính, rộng 900 do tuần. Khi tái sanh thì không sanh vào gia tộc có dòng dõi thấp kém, thường chỉ sanh vào dòng cao quý nhất trong thời ấy, như là dòng hoàng gia hay là dòng Bà La Môn cao thượng. Thì Đức Phật Ngài giải thích xong cho Ngài Ananda thì Ngài mới kết thúc đúc kết và cái câu kệ ngôn mà chúng ta học ngày hôm nay là câu 193. Đun la pho purisa chanyo na so sapata chayati yata so chayati thiro tăng cú lăng sukhamet thati. Khó gặp bậc thánh nhân, không phải đâu cũng có, chỗ nào bậc trí sanh, gia đình tất an lạc. Cái câu ngôn mà được dịch Việt thể thơ đó của Ngài Hòa Thượng Minh Châu thì chúng ta thấy rằng có một vài điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Giống như là trong cái câu dịch Việt văn xuôi đó thì chúng ta sẽ có một cái điểm chúng ta nhìn thấy là bậc vĩ nhân khó đạt được. Ngài không sanh ra ở mọi nơi. Tại vì trong cái thể thơ thì không có thể nào lột tả hết cái ý nghĩa, nhưng mà lại bỏ sót một cái điều là khó đạt được. Đun la phù, khó đạt được, chứ không phải là khó gặp. Bởi vì khi mà chúng ta nói khó gặp đó, thì chúng ta lại nhớ đến cái câu pháp cú là khó thai. Vui thai Phật ra đời, vui thai Pháp được giảng. Thì chúng ta lại nhớ đến câu pháp cú đó. Nhưng mà ở đây nói về cái việc là thành tựu một cái vị Phật chánh đẳng chánh giác là một việc cực kỳ là hy hữu. Một việc cực kỳ là hy hữu. Đun la thô rất là khó. Và khó là như thế nào? Nhà khó là như thế nào? Cũng giống như là một cái người bây giờ chúng ta, một cái người mà bình thường, học lực bình thường, học lực trung bình đó, mà để đạt thành học vị tiến sĩ hay là học hàm giáo sư thì phải nói rất là khó. Nhưng mà cái việc khó đó nó có thể là thành tựu được. Còn đối với cái việc mà thành tựu một bậc vĩ nhân á, khó ở đây á, không phải là chỉ là cái việc cố gắng để mà tích trữ công đức không, mà khó ở đây là khó cả về cái việc là thử thách từng cái giai đoạn. Quý vị chúng ta cũng biết đó rằng thành tựu một cái vị Phật chánh đẳng chánh giác đó, thì Ngài phải tu tập đó là 10 pháp ba la mật, 30 pháp ba la mật, 10 pháp ba la mật bậc hạ, 10 pháp ba la mật bậc trung, 10 pháp ba la mật bậc thượng. Hạ trung thượng là như thế nào? 10 pháp ba la mật: bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, chí nguyện, tâm từ và hành xả.
10 pháp độ hành đi ở bậc hạ là có thể giữ gìn và tiếp tục hành trì 10 pháp này. Khi có cái sự thách thức, có cái sự thử thách liên quan đến những cái vật chất ảnh hưởng đến những cái gì đó ngoài cái cơ thể này mà vị đó có thể chấp nhận để mà vượt qua, giống như là cái pháp bố thí có thể cho đi tất cả vật chất ngoài cái cơ thể này. Ba la mật bậc trung là cũng 10 cái pháp đó, bố thí, trì giới, xuất gia, vân vân. Nhưng mà ở cấp độ cao hơn là liên quan đến cơ thể này, liên quan đến tứ chi này, liên quan đến những cái bộ phận trên cơ thể. Tức là cái tâm lực của cái vị đó đó nó phải mạnh, đủ mạnh để có thể mà dứt bỏ, có thể cúng dường, có thể cho đi mắt nè, cho đi những cái bộ phận trên cơ thể bố thí. Và 10 pháp ba la mật bậc thượng đó là cũng 10 pháp ba la mật đó, bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, vân vân. Nhưng mà ở một cái mức độ cao nhất đó ảnh hưởng trực tiếp đến cái tính mạng, giống như là phần trì giới. Bây giờ có một cái tình huống xảy ra, nếu mà phải sát sanh, nếu mà phải sát sanh mà phải gìn giữ cái giới sát sanh đó mà phải đánh đổi bằng tính mạng mình, thì người bình thường được nhưng có thể làm được nha, cái trì giới. Thì đó là cái phần mà rất là khó khăn để mà thành tựu một cái vị chánh đẳng chánh giác, là phải trải qua những cái giai đoạn phát nguyện trong tâm, phát nguyện thành lời, được Phật thọ ký. Và trong những cái thời gian đó là xuyên suốt là hành trì về pháp ba la mật một cách nghiêm túc, một cách thành tâm. Cho nên mới được gọi là Dunlatho Burisa Chanyo, trở thành một cái vị vĩ nhân như vậy á, phải nên là cực kỳ là khó. Và thưa quý vị rằng sự ra đời của một vị Phật toàn giác đó có những cái điểm mà có những cái điều mà hy hữu mà chúng ta có thể nhận định ở đây. Cái điều đầu tiên đó là cái sự ra đời của vị Phật toàn giác đó, nó hiếm hoi, nó hữu hạn, giống như là không có thể nào có hai vị Phật toàn giác xuất hiện cùng một lúc, chỉ có một vị duy nhất mà thôi. Sau cái thời kỳ lời dạy của Đức Phật toàn giác này kết thúc, không còn giảng dạy, không còn ai biết đến ở trên thế gian này nữa, ở trên cõi đời này nữa, thì lúc đó, sau đó một thời gian sẽ một vị Phật toàn giác xuất hiện và tiếp tục giảng dạy. Cho nên không bao giờ hai vị Phật toàn giác mà xuất hiện cùng một lúc. Phật độc giác, Phật tinh văn thì có thể xuất hiện cùng một nhiều vị, nhưng riêng đặc biệt Phật toàn giác, Phật chánh đẳng chánh giác chỉ trong ba cõi. Và cái khoảng thời gian, thưa quý vị rằng Phật, cái khoảng thời gian mà có xuất hiện một cái vị Phật toàn giác đó, bây giờ chúng ta thử ngẫm nghĩ đó, từ cái thời Phật toàn giác Gotama cho đến chúng ta bây giờ đó là hơn 2600 năm. Thật sự ra con số đó thì chúng ta vẫn còn
và vẫn còn thấy là rằng còn ít. Nhưng mà giống như Tịnh Đạt có thưa ban đầu đó là cái thời gian mà các vị hành trì tích lũy công đức, tích lũy ba la mật rồi phát nguyện trong tâm, phát nguyện thành lời, phát nguyện được Phật tỏ ký, rồi phải xét đến những cái nhân duyên, những cái hoàn cảnh vân vân và vân vân. Thì để mà một vị Phật tuần giác xuất hiện trên cái tam giới này, phải nói rằng một cái thời gian không thể nào tính bằng tháng bằng năm được. Và đặc biệt của vị Phật tuần giác nữa, quý vị chịu khó để ý đó là cái sự ra đời của Ngài đó, hay là những cái sự kiện trong cuộc đời của Ngài đó, nó không đơn thuần là xảy ra một ngẫu nhiên, mà là có cái lời thỉnh cầu. Quý vị còn nhớ đó là khi mà trước khi mà đản sinh, trước khi vào bào thai của Hoàng hậu Maya đó, thì phải nói rằng chư thiên ở trong các cõi đi đến cung thỉnh một cái vị trời đản sanh để mà thành tựu cái vị chánh đẳng chánh giác. Và những cái sự kiện trong cuộc đời Ngài như là cái việc mà thuyết pháp bài pháp đầu tiên, hay là cái việc mà Ngài mất viên tịch, cũng phải có cái sự thỉnh cầu, chứ không phải là xảy ra một cách ngẫu nhiên. Và cái vị Phật toàn giác, thưa quý vị, rằng sẽ không bao giờ mà tái sanh vào những cái nơi hay là những cái gia đình thấp kém, mà phải tái sanh vào những cái nơi, những cái gia đình cao quý như là vua chúa hay là bà la môn được tôn kính. Và quý vị không chỉ Đức Phật toàn giác Ngài xuất hiện chỉ một riêng một mình Ngài, mà kèm với đó là cái nhân duyên là có những cái vị đại đệ tử như là các cái vị thượng thủ tinh văn, Ngài Sariput, Ngài Moggallana, Ngài Ananda vân vân. Các ngài đó, các vị đó đã có cái sự tu tập và có cái liên kết, và các ngài đó cũng có cái nhân duyên đủ để mà cùng gặp nhau trong một cái thời kỳ. Chứ không phải là vị Phật toàn giác xuất hiện chỉ riêng lẻ một mình Ngài. Những cái điều đó là điều rất là đặc biệt. Và khi mà Ngài đản sanh đó, thì cái cơ thể, cái vóc dáng phải nói là rất là khác người. Khác người ở đây là với cái nghĩa tích cực, với cái vóc dáng sắc vóc của một vị đại trượng phu, mang những cái tướng cách bất phàm. Và cái vị Phật toàn giác ở kiếp chót đó, thưa quý vị, rằng không bao giờ bị yếu thọ, cho đến khi nào mà nhân duyên không còn nữa đó, thì Ngài mới viên tịch nhập Niết Bàn. Chứ không bao giờ mà các ngài bị một cái vấn đề gì đó mà phải. Quý vị còn nhớ lúc mà Bồ Tát trước khi mà thành đạo đó, trải qua 6 năm khổ hạnh, còn da bọc xương đó, thì lúc đó một số chư thiên nghĩ rằng Sĩ Đạt Ta đã chết. Một số chư thiên thì tin chắc rằng Sĩ Đạt Ta chưa chết. Và trong đó có một cái việc đó là vua Tịnh Phạn Xuất Thô Đa Ná có một cái niềm tin rất là mãnh liệt, cho dù cái tin đồn đó có đến tai đi vua đi nữa, thì Ngài vẫn tin chắc rằng con trai của Ngài Siddhartha không bao giờ chết trước khi mà thành tựu cái nguyện vọng của mình. Thì đây là muốn nói rằng là Ngài, cái kiếp chót của một vị chánh đẳng chánh giác, hay là kiếp chót của một vị A-la-hán, không bao giờ bị yếu thọ khi mà chưa thành tựu được cái đạo quả.
nói về Phật toàn giác đó, thì Ngài có được cái thần lực, cái tuệ giác và cái khả năng của một vị toàn giác đó. Trong tam giới không có một cái chúng sanh nào, kể cả phạm thiên, chư thiên, loài người, tất cả trong tam giới không có một ai có thể mà sánh bằng Đức Phật, nói chi là vượt bậc, vượt hơn Ngài. Và những cái năng lực này đó là do Ngài tích tập, tu tập, tích trữ từ cái việc mà hành trì Ba La Mật, chứ không phải là ngẫu nhiên mà có. Và cái việc mà Ngài xuất hiện ở trên thế gian đó, thưa quý vị, rằng chúng ta thường gọi đó là trung tâm Ấn Độ. Nhưng cái điều này chúng ta cần nên hiểu một cách khái quát, đó là cái việc xuất hiện, cái nơi Ngài chọn để mà Ngài đản sanh, Ngài xuất hiện thành tựu đó, một quý vị Phật chánh đại chánh giác, đó là cái nơi đó đó phải là cái trung tâm văn hóa, một cái trung tâm có nhiều vị tri thức cao, có nhiều vị thiện trí thức. Ngôn ngữ thì phải được là phong phú, đủ khả năng để mà truyền tải cái giáo pháp. Một cái xã hội văn minh. Chứ Phật không có xuất hiện ở những cái nơi như là biên địa. Những cái nơi xa xôi, những cái nơi mà chúng sanh không có cái tri thức cao, thì đó cũng là một cái điều rất là đặc biệt. Thì hôm nay đó chúng ta học về cái phẩm, cái khó thành tựu Dunlabha Purisacanyo của một vị vĩ nhân, hay là có cách khác là của một vị Phật toàn giác. Nhiều điều mà chúng ta có thể nói đến một cái vị Phật toàn giác hiếm hoi, hạng cao thượng. Nhưng mà một cái điều nữa mà chúng ta cần lưu ý, hiếm hoi hữu hạng của một vị toàn giác, Ngài mang lại cái sự lợi ích lợi lạc cho tất cả chúng sanh, khi những cái chúng sanh đó có cái duyên lành với thầy dạy, với cái việc mà thực hành để mà thoát khổ đau. Thì ở đây chúng ta còn xét một cái khía cạnh nữa là cái người mà biết được thành tựu một cái vị Phật toàn giác là hiếm hoi hy hữu, thì cái người đó là cái người may mắn. Chúng ta bây giờ, chúng ta là người học Phật, chúng ta biết rằng học Phật Pháp là có nhiều cái lợi ích. Cho nên bây giờ đó chúng ta muốn, mong muốn, ước nguyện được học rất là nhiều. Và nhiều khi là chúng ta cũng có những cái ước mơ, những cái nguyện vọng để mà gặp được Đức Phật. Mà nhiều khi là chúng ta đã từng gặp Phật ở trong quá khứ mà chúng ta không có duyên lành để mà ý kiến hay là nghe lời Phật dạy, mà chúng ta lại theo cái vòng luân hồi cho đến ngày hôm nay. Cái việc mà chúng ta tiếc nuối đó, tại sao không biết Phật Pháp sớm hơn, đó là một cái tín hiệu may mắn, một cái tín hiệu tốt. Bởi vì ngay trong cái thời Đức Phật còn hiện tiền và cho đến ngày hôm nay, có rất là nhiều người đi chùa, có rất là nhiều người tiếp cận với Phật Pháp, nhưng không bao giờ mà có tâm để lưu ý hay là phát khởi cái niềm tin nơi Phật Pháp. Đối với những người đó đó, thì cái việc mà một cái vị Phật toàn giác xuất hiện ở trên đời, có hy hữu, có hiếm hoi, có cao thượng, có khó khăn, thì đối với những người đó không là gì cả, không là gì cả. Chỉ riêng những cái người nào thấy được cái niềm vui, thấy được cái hạnh phúc,
và bớt đi những cái khổ đau khi mà phát khởi cái niềm tin và tiếp cận Phật pháp. Những người đó là những người có cái sự suy nghĩ xuất hiện, sự xuất hiện của một vị Phật tồn giác là một cái điều rất là rất là cao cả. Nói với cái điều này đó thì là cũng muốn gửi một cái điều liên quan. Ở trong tương lai, ở trong những cái kế tiếp, chúng ta lại tiếp tục muốn được gặp Phật pháp, cũng như là còn có duyên, còn có cơ hội để mà ý kiến đảnh lễ vị Phật trong tương lai, thì ngay lúc này chúng ta cần phải chuẩn bị những gì nha. Cái điều đó là cái điều mà sư Tịnh Đạt nghĩ rằng rất là cần những cái tư tưởng rất là cần thiết để cho chúng ta có một cái niềm tin cũng như là cái cơ sở. Nếu như chúng ta chỉ đi chùa, chúng ta làm công đức hay là chúng ta học Phật pháp, tuy nhiên chúng ta không có cái sự hướng tâm, thì cái niềm tin hay là cái nơi mà chúng ta quan hệ với Phật pháp á, nhiều khi nó bị vô thường. Sự Tịnh Đạt muốn nói là cái sự vô thường ở đây là có cái sự thay đổi về cái đối tượng, về thay đổi về cái bản thân, và nhiều khi cái sự thay đổi đó làm cho mình mất cái cơ hội tiếp tục với Phật pháp hay là gặp Phật pháp trong tương lai. Cho nên á, cái việc mà chúng ta hiện tại thấy rằng hay, thấy rằng cần, nhưng mà không có đầu tư cho cái tương lai đó, nhiều khi lại là một cái điều tiếc nuối khác. Riêng với Tịnh Đạt á, thì quý vị chỉ nhớ một cái điều như thế này. Cái sự hiểu đúng lời Phật dạy nha, hiểu đúng lời Phật dạy về nhân quả nghiệp báo, hiểu đúng lời Phật dạy về cái việc làm thiện, làm việc tốt cho quả an vui, cái việc hiểu đúng về làm việc xấu, làm việc không tốt cho quả khổ đau, là cái cơ sở để mà mình phát khởi cái niềm tin cũng như là gặp Phật pháp trong tương lai. Cái điều này cũng điều rất là căn bản, nhưng mà Tịnh Đạt muốn nói tuy là căn bản nhưng là cái nền tảng, thưa quý vị. Bởi vì á, hiểu thì ai cũng hiểu, nhưng mà hiểu đúng nó khó lắm. Hiểu đúng là sao? Tịnh Đạt chỉ nói là để cho quý vị có thể nắm được cái đại khái cái nội dung á. Hiểu về nhân quả nghiệp báo thì chúng ta hiểu là như vậy, nhưng mà hiểu đúng là sao? Hiểu đúng là có những cái sự kiện đó, có những cái tình huống nó xảy ra không như mình nghĩ, nhưng mà mình vẫn không có thể hiện cái sự bực tức, khó chịu, bất mãn về cái nghiệp báo nhân quả. Không có cái sự bất mãn về cái niềm tin. Như trước giờ Tịnh Đạt có làm được vui, nhưng mà đi chùa về cái bị tai nạn, bị cướp, thì sao kỳ vậy, làm lành mà sao không có được vui mà bị khổ. Người hiểu thì sẽ dễ dàng bị lung lạc cái niềm tin, nhưng mà cái hiểu đúng đó thì sẽ không bị bất mãn và không bị lung lạc cái niềm tin. Và chính vì cái tri kiến đúng như thế, quý vị nè, sẽ làm cái hành trang phân biệt được cái thiện cái ác,
phân biệt được điều tốt, điều xấu ngay cả ở những nơi mà không có Phật Pháp. Và cái điều kế tiếp đó là cái việc mà chúng ta phải cảm nhận bằng kinh nghiệm thực tế của mình, như là việc hành thiền. À, cái điều này là cái điều phải nói rằng chắc chắn là cần phải trải qua. Bởi vì khi mà mình hành thiền đó, tiếp tục một lần nữa, chúng ta lại củng cố một cái niềm tin nơi Tam Bảo, nơi Đức Phật, nơi lời dạy của Đức Phật. Bởi vì khi mà chúng ta hành thiền là chúng ta trải nghiệm bằng khả kinh nghiệm thực tế của bản thân mình, thì cái niềm tin rất là chắc chắn. Và cái kinh nghiệm thực tế càng sâu chừng nào thì cái niềm tin của quý vị càng vững chắc chừng đấy. Và cái niềm tin càng vững chắc, càng sâu đậm thì cái khả năng gặp Phật Pháp trở lại đó rất là cao. Bởi vì lúc đó chúng ta không có bất mãn với cái Phật Pháp, chúng ta không có bất mãn với những cái lời Phật dạy, thì chúng ta sẽ gặp lại cái lời Phật dạy. Và cái điều cuối cùng đó là cái sở nguyện. Chúng ta phải có cái chí nguyện. Ở trong tương lai, do cái này ở trong tương lai, dù có đi đâu, dù có sanh về đâu, xin nguyện được gặp Phật Pháp, xin nguyện được gặp những người hiểu Phật Pháp, xin nguyện được thấy, được nghe liên quan đến Phật Pháp. Và cái điều này là cái điều rất là quan trọng, rất là quan trọng. Bởi vì Tịnh Đạt xin nói lại, đó là trở thành một cái vị Phật là một cái điều hiếm hoi, hy hữu, cao thượng. Và cái người mà thấy được cái việc mà hy hữu cao thượng đó là cái người có cái niềm tin. Có cái niềm tin. Và làm sao chúng ta kết hợp hai cái điều này một cách hài hòa thì chúng ta là cái người hạnh phúc. Thì chúng ta là cái người hạnh phúc. Chứ không thôi đó là chỉ có một cái khía cạnh Đức Phật là cái vị xuất hiện cao thượng, nhưng mà cái người gặp Phật không phải là cái người cao thượng thì cũng không có cái kết quả gì hết. Cho nên chúng ta thấy rằng ngay cái thời kỳ mà Đức Phật ngày còn tại tiền đó, có những chúng sanh, rất là nhiều chúng sanh có những cái hành vi, có những cái lời nói, có những cái tư tưởng chống đối Ngài. Quý vị thấy không? Đừng nói chi rằng là cách thời Phật mấy ngàn năm, mà ngay lúc mà Ngài còn tại tiền đó là chống đối Ngài, hãm hại Ngài, khích bác Ngài, trực tiếp đến Ngài. Thì nói chỉ là cái thời hậu thế cách xa Ngài, không thấy được Ngài, không hiểu rõ được Ngài, thì làm sao mà tránh khỏi. Chỉ có cái việc là chúng ta cố gắng để mà khi mà phát khởi cái niềm tin đó, thì chúng ta hãy cố gắng củng cố và phát triển. Kèm theo đó là cái sự hướng nguyện. Hướng nguyện. Bởi vì mà chúng ta không có cái việc hướng nguyện đó là cái việc đó là làm công đức thì có, nhưng mà rất là mong lung. Khi nào hợp thời cơ thì cái phước báo nó trổ thôi. Nhưng mà chúng ta có cái ý nguyện đó thì cái phước báo, cái công đức nó sẽ tập trung, tập trung, tập trung vào một cái điểm. Còn một điều Tịnh Đạt cũng quên và xin được nói thêm ở đó là cái việc mà trở thành một cái vị toàn giác mà đặc biệt nữa đó, thì xin kể thêm đó là chư Phật ở trong quá khứ, ở trong hiện tại và trong tương lai đó đều thành tựu Phật toàn giác, quả vị Phật toàn giác ở cõi nhân loại. Cái điều này rất là hay, chúng ta nghĩ đến. Ở cõi nhân loại không phải là cõi phạm thiên, không phải là cõi chư thiên, không phải là ở những cõi khổ, mà là cõi nhân loại kiếp làm người. Có những cái lý do. Ở cõi như là ở cõi phạm thiên, ở cõi chư thiên thì đang hưởng cái quả, vì cái quả của cái việc thiện đó là hưởng cái quả hạnh phúc. Và trên
những cái nơi an vui như vậy thì rất là khó để mà thấy khổ đau, rất là khó để thấy khổ não, rất là khó để mà thấy vô thường. Còn như những cái cõi khổ như cõi Atula, ngạo quỷ, địa ngục, những cái cõi khổ đó, quá khổ, không có cái cơ hội để mà thấy được vui, có cơ hội để mà quân bình tâm lý, để mà thực hành hay là nghe giáo pháp. Ở cõi người cũng có và cũng có đau khổ. Khi chúng sanh, cái điều này là liên quan đến mình nè. Khi chúng sanh đang an vui, họ không có cái ước muốn tu tập, nhưng mà khi họ khổ đó, họ bèn tìm đường thoát khổ. Cái điều này là chúng ta phải nói đúng 99.9%. Ngay cả các quý vị và cả bản thân Tịnh Đạt ngay lúc này, chúng ta có một kinh bình thường khỏe đó thì sao? Chúng ta hưởng thụ sức khỏe mà, rồi tổ chức tiệc tùng, tổ chức du lịch, chúng ta có sức khỏe mà, chúng ta có tiền bạc. Nhưng khi mà chúng ta có một cái dấu hiệu cảm, hay là chúng ta đang nằm trên giường chịu cái cảm giác khó chịu đó, thì lúc đó lại muốn tu, lại muốn tu. Cho nên các cái vị mà trưởng lão, các vị thầy đó hay khuyên đệ tử, hôm nào mà chán mà không muốn tu nữa đó, chán ở chùa mà không có niềm vui, nó không có động lực để mà tu đó, thích đời, yêu đời, mê đời, hay là muốn trở về đời hoằng tục đó, các vị có một cái chiêu mà Tịnh Đạt cũng muốn chia sẻ thêm ở đây. Vui thôi, nhưng mà phải nói rằng khi mình nghĩ đến đó cũng rất là có lý. Các vị khuyên đi đến cái phòng cấp cứu, phòng cấp cứu của bệnh viện hay đa khoa đó. Nhưng mà đi đến đó mình đứng mình chứng kiến những cái cảnh tang tóc, người mất kẻ còn, người đau kẻ yếu, rồi đôi khi tai nạn máu me bê bết, rồi thân nhân thì chạy tới chạy lui để mà lo tiền viện phí, rồi than khóc năn nỉ ý ôi. Cái cảnh phải nói rằng làm cho mình bị rúng động, và mình lập tức mình không còn cái việc đó là ham vui nữa, dễ vui nữa, mà cố gắng trở về tụi mình, quán lại bản thân mình. Mình nhìn cái cảnh bên ngoài, mình nghĩ đến bản thân mình, mình đang khỏe, mình thấy người ta bệnh, mình cũng nghĩ mình lúc đó mình thấy người ta bệnh, mình cũng nghĩ lúc mình bệnh mình cũng khó chịu như vậy đó. Thì mình bây giờ mình khỏe, mình hãy cố gắng tu tập, cố gắng làm thiện, cố gắng làm phước. Là các ngài chỉ cái đó. Bây giờ thì khó rồi, bây giờ thì thời đại dịch Covid thì không có đi ra ngoài được như vậy, nhưng mà ý rằng thấy những cái cảnh đó là không còn dám dễ vui, không còn dám mà phí cái thời gian nữa. Cái đó là cách mà suy nghĩ tích cực, nhìn cái cảnh khổ đau, không có bị khởi lên cái tâm mà bi lụy, mà khởi lên cái tâm tích cực để mà tranh thủ cái thời gian tu tập. Thì đó là Tịnh Đạt muốn nói, rất là ở trong cái cõi người đó, Phật tồn giác chỉ xuất hiện ở trong cái cõi nhân loại, cõi người. Bởi vì trong cái cõi người có an vui, có đau khổ, và chúng sanh vì đau khổ, vì thấy được khổ cho nên mới cố tâm để mà tu tập, để mà thoát khổ. Còn như cõi chư thiên thì quá vui, không thấy khổ, cõi khổ thì quá khổ, không thấy vui. Cái điều đó là một điều rất là đặc biệt. Và bây giờ chúng ta cũng là cái người thân nhân loại, đây là cái điều kiện rất là thuận lợi để mà chúng ta có cái thời gian
hưởng cái quả vui và có cái thời gian để mà chiêm nghiệm thấu đáo cái đau khổ, chứ không phải là để chịu khổ. Chúng ta chịu khổ là chúng ta coi như là chúng ta đang suy nghĩ rất tiêu cực, mà chúng ta hãy biết cái khổ, à, biết cái khổ trong tứ đế là cái khổ đế, chúng ta phải biết cái khổ, từ từ rồi chúng ta chỉ mới cố gắng thoát khổ. Thì qua câu 193 này, Tịnh Đạt cũng muốn kể thêm về một số cái việc mà hy hữu đặc biệt của một vị Phật toàn giác, và chính những cái điều này nó củng cố thêm về cái niềm tin nơi Đức Phật, cũng như là củng cố thêm niềm tin nơi Tam Bảo. Hy vọng rằng qua cái sinh hoạt ngày hôm nay thì quý vị có thêm một cái cách để mà chúng ta cố niềm tin, và qua cái bài sinh hoạt này, qua cái kỳ sinh hoạt này thì quý vị lại biết cho mình cố gắng để mà tạo cái duyên lành, gìn giữ cái cơ hội bản thân mình với Phật Pháp ngay trong kiếp này cũng như là kiếp tương lai. Và một lần nữa xin được kính tri ân Chư Tăng và tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh và các kỳ sinh hoạt của diễn đàn Pháp Cú Kinh. Kính chúc Chư Tăng và tất cả quý vị được sự an vui tấn hóa. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Tình đại xin được kết thúc kệ tại đây. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Và xin kính mời cô Cống Vân trở lại với diễn đàn ạ. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay để cố gắng hành theo. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Con kính thỉnh Thượng Tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến Thượng Tọa minh hạnh. Bhavato sapamangalang rakhanto sapade vata sapabuddha.